Hello mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh của Sandbag Channel. Thì video này mình xin chia sẻ cách nấu món đậu hũ sốt me cay. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cho dầu vào chảo. Tiếp theo đó chúng ta sẽ cho sả, hành, tỏi, ớt băm nhỏ vào chảo khi thơm nha. Thơm lắm mọi người ơi. Sau đó chúng ta sẽ cho nước cốt me vào. Tiếp theo đó chúng ta sẽ cho tương ớt vào. Bạn nào thích ăn cay thì mình có thể cho nhiều tương ớt cho thật là ngon nha mọi người. Trời ơi, nước sôi nhìn hấp dẫn quá. Tiếp theo đó chúng ta sẽ cho nước mắm vào. Mình thì thích ăn mặn thì mình sẽ cho vào khoảng 2 muỗng nước mắm. Cho vào 2 muỗng canh đường. Tiếp theo đó chúng ta sẽ cho một ít hạt nêm vào. Trộn đều hỗn hợp. Và nêm nếm lại cho vừa miệng nha mọi người. Cùng thì chúng ta sẽ chiên đậu hũ nha. Món này rất thích hợp cho những anh thích ăn vặt nha mọi người. Món này nếu những ai mà ăn chay á thì chúng ta có thể thay thế nước mắm bằng cái nước tương nha. Món này chúng ta ăn chung với cơm thì cũng rất bắt cơm nha mọi người. Trời ơi, nhìn cái màu đậu hũ vàng hấp dẫn thế mọi người. Mọi người thấy món ăn hấp dẫn không nè? Thử một miếng xem. Trời, nước sốt nó sệt sệt lại rất là ngon nha mọi người. Trời ơi, nó chua chua, nó cay cay, nó ngọt, ngon quá trời mọi người ơi. Mọi người nhớ cho mình một subscribe nha.